Công tơ trong nhà nhảy số liên tục, bà nội già còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng kỳ lạ là trong nhà không có một đồ điện, bà nghi có người trộm điện, thế là bà đến phòng khách thuê trọ, quả nhiên thấy khách trọ đang bật máy sưởi. Khi đối phương quay về thì thấy cửa phòng đã bị khóa, cô gái vội tìm tới bà lão, mất dậy, mở trộm máy sưởi, còn trộm điện của tao, tao già tao rụng hết răng rồi, tao nói này, cả con phố cúp điện rồi, nhà cũ thế này sẽ bốc cháy đó, mày muốn thiêu chết tao hả? Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, cô sinh viên Tiểu Mã đến khu tứ hợp viện tìm phòng trọ. Cháu là sinh viên, cháu muốn thuê phòng. Sao cháu biết chỗ tôi còn dư phòng? Cháu tìm mấy ngày rồi, hỏi từng chỗ một. Sau đó Tiểu Mã mở cửa phòng, bên trong sập sệ vô cùng, lại còn chật hẹp, nhưng bà nội già biết cô sẽ chịu thuê. Bà nhìn đi, lát nữa nó đến trả giá cho coi. Cháu muốn thuê, bao nhiêu tiền một tháng ạ? 200, 160 đi. Ở thì ở, không ở thì thôi. Cuối cùng Tiểu Mã thuê căn phòng này, sắn tay áo lau dọn căn phòng nhỏ, quét dọn một lượt từ trong ra ngoài, thấy cô bận từ sáng tới tối, nội già cũng thấy trong nhà nhộn nhịp hẳn lên. Sau đó Tiểu Mã sắp xếp sắt vụn để bán đi, nhưng vừa quay lại thì nội già hỏi, cháu bán gì đi rồi, sắt vụn bà cũng lấy. Hết cách, Tiểu Mã chỉ đành đưa tiền cho nội già, cô cũng nhận ra bà còn rất minh mẫn, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sáng hôm sau, cô rửa mặt đánh răng thì thấy ống nước đã đông cứng lại. Nội già cầm gậy gõ lên cửa, đổ nước nóng lên, cách này quả nhiên có hiệu quả. Sau đó Tiểu Mã hỏi mượn nhà bếp, nhưng bà lại bảo, mày đi đổi ga đi. Tiểu Mã chỉ đành mua bếp điện, nhưng chỉ nấu mì tôm, công tơ nhảy số chóng mặt, đây chẳng khác gì đốt tiền. Do không có điện thoại, Tiểu Mã xin gọi nhờ điện thoại nhà nội già, hiếm khi thấy bà đồng ý nhanh như vậy, nhưng khi cúp điện thoại rời đi thì bị bà gọi lại. Này, đưa tiền 3 đồng. Thôi mà bà, 3 đồng thôi là thôi thế nào? Sau đó Tiểu Mã đề nghị bắt dây điện thoại sang phòng mình, nhưng nội già không chịu. Tiền điện thoại một tháng bao nhiêu? Hơn 30 đồng một tí. Thế này đi, mỗi tháng bà nộp 30 đồng, nếu hơn thì cháu bù vào. Cứ như vậy, hai bên thỏa thuận với nhau. Tiểu Mã nối dây điện thoại, rồi vui vẻ cầm lên nghe thử. Sau đó Tiểu Mã lại xin dùng nhờ tủ lạnh trong nhà nội già, mà lần này bà chỉ bắt cô mua cho mình một con cá chép. Đến đêm Tiểu Mã co ro trên giường, trời lạnh buốt làm cô không ngủ được, thế là cô lại tìm đến nội già. Có chuyện gì? Tao sợ gặp mày rồi đấy. Cháu cũng thế nhưng hết cách rồi. Làm sao vậy? Tôi đến ngủ lạnh lắm. Lạnh à? Sao lại lạnh? Lạnh chết cóng mất. Tiểu Mã xin đặt cái lò than trong phòng, nhưng nội già không cho vì dễ trúng độc khí than. Tiểu Mã không từ bỏ, đi mua máy sưởi về. Lúc nội già đi ngủ thì lén nối dây điện, lần này không lạnh nữa. Nhưng hôm đó Tiểu Mã về nhà, phát hiện máy bàn không có tín hiệu, nhìn ra mới biết dây điện thoại bị nội già cắt rồi. Thì ra đêm nào cô cũng gọi điện làm bà không ngủ được, nhưng Tiểu Mã mặc kệ, bắc thang nối lại dây điện, nhưng nội già không cho là không cho. Bà thấy tôi nộp tiền điện thoại, bà gọi lấy gọi để, bà là đồ xấu xa, thảo nào không có ai hầu hạ bà. Này là đứa chẳng ra làm sao, chẳng thằng nào lấy mày, bà lo được chắc. Có chó mới lấy mày, do to tiếng, nội già thấy tức ngực rồi liền vội vào trong nhà uống thuốc. Tiểu Mã thấy vậy cũng thấy mình hơi quá đáng, vội vào phòng tìm thuốc, cầm bình nước đến trước mặt bà. Mày đi đi, sáng ngày mai cuốn gói đi. Yên tâm đi, sau này muốn tìm người chọc tức bà cũng không có đâu. Nói xong, Tiểu Mã ra ngoài tìm trọ, nhưng cô quên tắt máy sưởi. Nội già nhìn thấy công tơ nhảy số, sau khi thấy vậy liền báo cảnh sát, bắt Tiểu Mã dọn đi trong vòng 1 tuần. Vì chuyện này mà cô bị cảnh sát phê bình, còn phải nộp tiền phạt, chỉ có một thân một mình cô òa khóc nức nở. Những ngày sau đó, Tiểu Mã sáng đi tối về, đi tìm trọ khắp nơi. Thấy cô kiên quyết như vậy nội già mềm lòng, cháu đi đâu vậy? Đi tìm phòng. Tìm tầng hầm đi, đừng hối hận đó, không liên quan tới bà. Sao còn chưa đi, còn lề bề gì nữa? Sắp rồi, nhìn bà thôi. Có gì mà nhìn, bà già không người thân này sắp 90 rồi, chẳng mấy ai còn minh mẫn như bà. Minh mẫn thì sao? Tính toán từng các. Ta biết tính gì đâu, mày mới tính toán ấy. Mới tí tuổi đã tính toán thì đến già thành tinh mất. Cháu lại yêu cầu hợp lý, bà chẳng phải đòi hỏi vô cớ. Mày không có ai thuê, người ta đến chạy hết, chỉ có cháu ngu mới thuê ở đây. Lúc Tiểu Mã dắt xe ra ngoài thì cháu nội của bà đến thăm. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, anh ấy giúp Tiểu Mã nối lại dây điện thoại. Thái độ của nội già cũng tốt hơn, để giữ Tiểu Mã ở lại, bà thậm chí còn làm mối cô với cháu mình. Trong nhà bà có hoa quả, cháu lấy mà ăn. Cháu bà mua đấy. Cháu bà làm gì thế? Học máy tính, thế nào hả? Cháu thích nó không? Nó chưa có bạn gái, cháu bà tốt tính lắm. Thế bà làm mai đi. Hai người cũng không cãi chắc nữa, Tiểu Mã cũng không định chuyển đi. Nhìn căn phòng sập sệ được Tiểu Mã trang trí tinh tươm, bà nói mình còn gian phòng, hỏi cô muốn chuyển không? Nhưng lúc Tiểu Mã mở cửa ra nhìn, không phải cháu thích đen sao? Không lâu sau lại sắp đến cuối năm, mới sáng sớm, Tiểu Mã đã trang trí khắp nhà, chỗ nào cũng dán giấy đỏ treo đèn lồng. Khu tứ hợp viện lạnh giá cũng trở nên ấm áp hơn, nhưng chưa vui được lâu, Tiểu Mã tức giận tìm nội già, thì ra tiền điện thoại tháng trước lên đến hơn 300, Tiểu Mã nghi ngờ là bà, nhưng bà khăng khăng mình không gọi, hai người đều nổi giận, đụng tí là cãi nhau, bà ức hiếp người quá đáng, ai bắt nạt mày, còn nhỏ mất dạy mày hét lên làm gì? Hét thì đã sao, sắp hết năm rồi mày hét to làm bệnh tim tao tái phát. Mày ăn nói trả ra làm sao, trả phòng lại cho tao, đừng ở đó nữa. Tiểu Mã ấm ức khóc thút thít, có ý định chuyển ra chỗ khác, còn nội giả cũng hơn thua bằng được, gỡ hết giấy dán trên cửa, rồi đánh rơi lồng đèn. Cho dù như vậy vẫn không đã tức. Cho đến khi thằng cháu biết chuyện này, thừa nhận là mình gọi rồi bỏ lại tiền và rời đi. Nội giả nhận ra lỗi sai của mình, xấu tính xấu nết, sắp năm mới rồi còn gây chuyện, sống được mấy năm nữa bản thân còn chẳng biết, bà không sửa đi thì cô đơn cả đời. Lời của hàng xóm làm bà áy náy, sau khi treo đèn lồng lên, cứ ngồi ở bên ngoài lặng lẽ đợi Tiểu Mã quay về, nhưng mãi đến tối cũng chẳng thấy cô đâu, nội già cũng không cầm đũa ăn cơm. Cuối cùng nghe thấy tiếng mở cửa, nội già biết là Tiểu Mã quay về liền vội đến cửa gọi cô, bà cứ đứng đó bảo cô ăn cơm. Thế là hai người cứng đầu ngồi lại với nhau ăn cơm tất niên, chớp mắt đã đến mùa xuân. Tiểu Mã hớn hở chạy vào nhà nội già, mau dậy đi bà, làm gì thế? Bài tập trên trường bắt bọn cháu kể chuyện của cháu, hành ba làm gì? Cháu muốn quay một ngày của bà. Sau đó Tiểu Mã chải đầu cho bà, rồi cầm máy quay ghi lại cuộc sống một ngày của bà. Đầu tiên là nướng bánh màn thầu, sau đó ngồi ngoài sưởi nắng, rồi gọi điện cho con gái nhưng không ai bắt máy, cũng hết việc để làm. Nhưng Tiểu Mã thấy quá nhàm chán, bảo bà nhớ ra xem còn việc khác không, chẳng còn việc nào cả. Lúc bà buồn, chỉ mong có người đến mua sắt vụn, thu tiền điện, ghi nhầm nhà để gõ cửa nói chuyện, không thì chẳng có ai nói cả. Tiểu Mã nghe xong thì liền trở nên trầm mặc. Cô cũng hiểu được vì sao bà lại hay cảm giảm như vậy. Sau đó hàng xóm nói, bà lão từng đi lính, cưỡi ngựa cứu viện, hút thuốc, kết hôn được 2 năm thì chồng mất. Bà nhận nuôi đứa con gái. Sau khi ba người ăn cơm xong, Tiểu Mã rưng rưng nước mắt về phòng. Tiểu Mã, tivi có xem được không? Cháu hành bà cả ngày làm gì? Từ đó trở đi, hai người không cãi vã nữa, Tiểu Mã cũng xem nơi này là nhà mình. Cháu nhìn cháu xem, lúc trước còn nói một tiếng, bây giờ đến câu chào cũng chẳng có, thành tủ lạnh của cháu rồi. Trời nóng nực, Tiểu Mã chuyển giường sang nhà bà, cháu tự nhiên như ruồi ấy nhỉ, sao không nằm ở phòng mình, chỗ bà mát hơn, cháu giờ thay đổi nhiều quá, đây thành nhà cháu rồi, muốn làm gì thì làm đấy, sau này còn đuổi bà đi. Thấy bà ngủ say, Tiểu Mã rón rén ra ngoài rồi trèo lên nóc nhà lấy tổ chim, nội già còn tưởng cô muốn ăn trứng chim, thực ra Tiểu Mã nghĩ tiếng chim sẽ làm phiền bà ngủ. Nói xong bà định gọi điện cho trường mách cô, Tiểu Mã tức giận nhưng cô không giải thích nhiều, mà làm mặt xấu chọc bà. Mặc dù bà không nói gì nhưng lại lặng lẽ đặt điện thoại xuống, sau đó đưa một bát trứng gà cho Tiểu Mã. Trứng gà cháu không cần, cháu còn không vui à? Trứng chim bị cháu lấy đi rồi, cháu định làm gì, ăn một mình à? Số trứng đó còn nở ra chim đó, cháu dẫn thủng nóc nhà rồi trời mà mưa là coi như xong. Bà lắm chuyện quá trời mưa gì chứ, vừa dứt lời thì trời đổ mưa to, mái nhà dột nước, Tiểu Mã đành phải trèo lên sửa nhưng cũng vì vậy mà bị ốm. Hàng xóm nấu bát nước gừng đen cho cô, nhưng lại thấy trong phòng có người, thì ra là bạn trai của Tiểu Mã. Không lâu sau hai người cãi nhau, Tiểu Mã ướt nhẹp về nhà mắt sưng đỏ. Nội già thấy vậy thì đến an ủi, nhưng cô không chịu mở cửa. Từ ngày đó, Tiểu Mã đi mấy ngày không về, bạn trai đến tận đây tìm, do không gọi được cho cô nên ngày nào cậu cũng ngủ ngoài cửa đợi cô. Cuối cùng Tiểu Mã cũng quay về, nội già nói chuyện bạn trai cho cô, nhìn có vẻ đang nói đỡ cho cậu ấy, thật ra là đang quan tâm cô. Thời gian dần trôi, sức khỏe của bà không còn như trước, Tiểu Mã bắt đầu chăm sóc cho bà. Giúp bà gội đầu, cắt tóc, đấm lưng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này, con nuôi bà chỉ đến một lần, vì có Tiểu Mã nên nội già mới cảm nhận được cảm giác có người thân ở bên cạnh. Bỗng có một ngày Tiểu Mã ngồi nhìn nhà nội già, thì ra cô định chuyển ra ở với bạn trai, nhưng cô không biết phải nói làm sao. Nhân lúc bà ngủ cô đã âm thầm chuyển đồ đi. Nội già tỉnh lại, bà lấy tranh trên tường tặng cho Tiểu Mã, vì trước kia cô xin rất nhiều lần, sau đó ngồi đợi cô quay về. Nhưng khi cô quay về thì căn phòng đã trống trơn, nội già nhận ra Tiểu Mã chuyển đi thật rồi. Chuyển đi thật à, chuyển đi hết sao, chuyển đi hết sao, phòng trống vậy sao? Nội già vô cùng lưu luyến, bà đã xem Tiểu Mã như con cháu trong nhà chứ không phải đơn giản là dọn đồ đi. Vài ngày sau, Tiểu Mã nhận được điện thoại liền vội vàng chạy về nhà bà, thì ra từ lúc cô chuyển đi bà đã ốm nặng, không nói được cũng không đi được. Cho cháu nội căn nhà này, con gái nuôi đưa bà về quê. Trước khi đi, bà lưu luyến nhìn Tiểu Mã, bà biết lần này có thể là lần cuối gặp mặt. Từ sau khi bà đi, Tiểu Mã rất nhớ bà. Do quá lo lắng nên cô đã một mình bắt xe về quê bà. Trải qua chuyến đi dài, cô cũng được gặp lại bà trong vùng núi hẻo lánh. Thấy Tiểu Mã đến thăm, bà không nén được nước mắt, mặc dù không phải cháu ruột, nhưng tình cảm của họ còn hơn người thân. Không lâu sau đó nội giả qua đời, nhìn căn nhà hai người từng ở, đến nay đã thành nhà cưới, Tiểu Mã lặng lẽ đóng cửa quay người rời đi, giờ cô cũng chẳng thể quay về đây được nữa. Nhờ cơ duyên mà hai người vốn xa lạ lại trở nên thân thiết như người nhà, vì thế có cùng tiếng nói và thói quen chung. Nếu bên cạnh bạn có người như vậy thì nhất định phải trân trọng, có thể đó là ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Bộ phim hôm nay đến đây thôi, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để xem nhiều bộ phim hay và thú vị hơn nhé.